Với cái tình hình bão như ở Trung Quốc mà tất cả bà con đang được cập nhật ở những thông tin thời sự nóng nhất và mới nhất, và cũng như cái thông tin vừa chiều nay em Thúy cập nhật lên, thì thật sự là cảm thấy nó có một cái gì đó nó rất là thương xót. Và mọi người thấy được rằng là với tình hình bão lũ như hiện tại thì cái việc đầu tiên đó là cái việc cung ứng lương thực. Bởi vì sao? Bởi vì là lũ đã cuốn trôi hết tất cả mọi thứ rồi, từ nhà cửa cho đến tất cả mọi cái. Thì đến con lợn, con gà, con trâu, con bò, hay là kể cả những chiếc xe ô tô hay là những cái ngôi nhà đều là bị lũ cuốn trôi hết. Thì bà con hãy tưởng tượng được rằng là cái dòng nước nó đi như vậy. Thì đợt tới sau khi mà cơn bão nó sẽ đi qua thì tình hình dịch bệnh nó sẽ diễn biến phức tạp như thế nào thì bà con sẽ lường trước được rồi đấy. Như cách đây vài năm ở miền Trung mình lũ lụt, các bà con cũng thấy là sau khi lũ lụt thì tình hình dịch bệnh của cả về người lẫn là về gia súc gia cầm đều phát triển một cách gọi là nhanh chóng. Thế nên là với tình hình dịch bệnh cộng với là bão lũ, tất cả mọi thứ đã bị cuốn trôi, cộng với hiện tại như bây giờ Trung Quốc đang đề nghị Việt Nam mình mở cửa khẩu, mở cửa để đón người dân ở bên Trung Quốc tránh bão, và Việt Nam mình cũng đã bắt đầu gửi lương thực sang để tiếp sức cho nước láng giềng. Thì vậy chi là cái vấn đề về lương thực và thực phẩm đó là vấn đề cấp thiết yếu hiện tại mà nó là vấn đề rất là nóng. Vậy thì trong thực phẩm thì sẽ có những cái gì? Đó chính là thịt lợn. Thì hiện tại bây giờ trong vòng 3 ngày gần đây và thông tin mới nhất của tối ngày hôm nay thì em Thúy đang cập nhật là giá lợn vẫn đang từng ngày một tăng. Có những ngày thì sẽ tăng được nửa giá, có ngày tăng được hẳn một giá, và có những ngày như hôm nay, ngày mai dự báo là giá lợn sẽ tăng được một giá rưỡi. Vậy thì là giá lợn bắt đầu đang ngóc trở lại rồi, thì bà con có phương pháp nào, có cách nào để nâng cao được hiệu quả của chăn nuôi, nâng cao được cái vấn đề đó là nhanh chóng có lợn để bán ra thị trường để đón đầu được cái cơn bão đón giá như thế này, chứ không biết được rằng là một tháng hay nửa tháng nữa nó lại xuống đúng không ạ? Với tình hình lên giá như đợt trước thì cũng nghĩ là nó sẽ tăng lâu, nhưng mà đột nhiên thì nó lại hạ xuống và đến bây giờ thì nó lại tăng trở lại. Thế nên là nếu như bà con nào đang có lợn sắp xuất chuồng rồi thì em nghĩ là bà con lên nhanh chóng thúc đẩy làm thế nào để cho con lợn của mình nhanh chóng được bán. Có thể là giá 63 hay 65 mình đều có lợi nhuận thì mình ăn non còn hơn là cố để mà đến lúc mà 65 trả được mà lại xuống tụt xuống 57, 58 như đợt vừa rồi thì lại rất là thiệt hại. Thế thì trong cái vấn đề bức xúc đấy thì em Thúy đang đề cập đến đó là cái vấn đề thúc đẩy về sinh trưởng. Thì thúc đẩy về sinh trưởng thì nó có rất nhiều các chất để thúc đẩy về sinh trưởng. Trong đó nếu để nói là đầu tiên khi mà bà con nghĩ đến trong đầu nó chính là hormone sinh trưởng. Nó là những cái sản phẩm của thời xưa mà chúng ta nhập khẩu từ bên nước láng giềng. Vậy thì cái hormone sinh trưởng đấy nó sẽ giúp cho cái thớ cơ của chúng ta, tức là những cái tế bào thịt nạc của chúng ta, nó phát triển lên một cách nhanh chóng, tức là nó nhân lên một cách nhanh chóng. Nên là con lợn của chúng ta nó sẽ nhìn nó như lực sĩ ấy, và cảm giác như thớ cơ của nó sẽ rất là dày dặn, rất là phát triển, rất là cơ bắp. Thế nhưng mà thực tế ra cái việc vấn đề là cái gì cũng thế, phát triển một cách nhanh quá thì nó sẽ không bền vững. Dẫn đến là con lợn của chúng ta nếu như trong thời điểm đó mà đưa lên xuất chuồng, hoặc là bây giờ mà lợn mà đẩy lên ô tô thì có những con lợn lên được đến ô tô đã ngộp thở mà chết, hoặc có những con lợn chuyển được về đến lò mổ là sẽ chết, hoặc là nếu như không may mà bà con chăn vào mà tầm 3 đến 5 ngày sau mà thợ hẹn bắt mà không bắt được thì cái vấn đề về hormone sinh trưởng đó là rất nguy hiểm. Cộng với nó là vấn đề về lương tâm của chúng ta, thì cái hormone sinh trưởng nó ảnh hưởng rất lâu dài về cái vấn đề về con người của chúng ta sau này. Không biết được rằng ngày hôm nay mình sẽ chăn vào con lợn của mình nó hormone sinh trưởng, thì ngày mai ra ngoài kia không biết con mình ở Hà Nội, cháu mình ở Hà Nội hay người thân của mình ở Hà Nội lại phải ăn những cái con lợn đấy, thì chúng ta thừa hiểu được rằng là cái hormone sinh trưởng này nó ảnh hưởng đến cơ thể mình như thế nào, tàn phá cơ thể mình như thế nào. Cái vấn đề đầu tiên đó là vấn đề sức khỏe, cái vấn đề thứ hai đó là ung thư, và vấn đề thứ ba nó là dậy thì sớm, và còn rất nhiều những hệ lụy đằng sau nữa. Thế nên là em Thúy khuyến cáo bà con là không nên dùng các chất kích thích tăng trưởng, nhất là những cái chất độc hại hay là tất cả những cái chất nào mà kích thích một cách quá nhanh. Tất cả mọi thứ nó trên nền tảng bền vững, từ từ thì sẽ không làm sao. Hoặc là những cái dinh dưỡng bổ sung để giúp cho con vật ăn ngon, ngủ ngon và hấp thu dinh dưỡng từ cám, thì cái vấn đề đấy là em Thúy sẽ rất là khuyến khích bà con dùng. Nhưng mà những cái mà để nhân lên về thớ cơ, những cái mà để kích thích một cách gọi là nhanh chóng giống như chất kích thích, ví dụ như dưa chuột tối nay bằng từng này mà phun xong hôm sau nó bằng từng này, thì cái đấy là vấn đề là mình sẽ không nên khuyến cáo sử dụng. Vậy thì sau đây em Thúy sẽ giới thiệu đến bà con tất cả những cái dòng dinh dưỡng mà bổ trợ một cách từ từ như mà em vừa nói.
Đầu tiên đó là cái sản phẩm vỗ béo heo mà bà con đã được dùng bởi bên em Thúy, đã được em Thúy bán gần một năm nay rồi, thì bà con sẽ thấy được rằng cái sản phẩm này nó cũng có ưu và nhược điểm. Mặc dù giá thành của nó rất là rẻ nhưng dùng thì cũng rất là hiệu quả. Nhưng mà nó cũng lại có một cái nhược điểm là gì? Tức là trong sản phẩm này em Thúy bổ sung rất là nhiều enzyme và những cái hạt dinh dưỡng, và dẫn đến là khi mà ở thời tiết nóng bức như hiện tại, nếu bà con mua về mà không cất ở trong gầm giường, không cất ở trong buồng mát mà lại cứ để ở chỗ nắng nóng, thì chắc chắn được rằng là cái sản phẩm này của em Thúy nó sẽ chuyển sang màu, nó là có những hạt đốm ấy. Nhưng mà thực tế những cái hạt đó là những cái hạt dinh dưỡng mà em Thúy cố tình cho vào, và những cái hạt đấy nó mới là cái yếu tố chính để thúc đẩy về vấn đề là con lợn nó ăn và ngủ. Đấy, vấn đề về hấp thu. Thế nhưng mà vấn đề bà con không hiểu thì lại nghĩ sai là sản phẩm của em bị hỏng, bị mốc. Nhưng không phải đâu. Tất cả những cái hạt đấy đều là có tác dụng, nhưng nó chỉ có một nhược điểm duy nhất là bởi vì sao? Bởi vì em Thúy không muốn cho chất bảo quản vào đây. Nếu mà cho chất bảo quản vào đây nó sẽ không xảy ra hiện tượng đấy. Tất cả những sản phẩm mà em Thúy đang bán, kể cả kháng sinh hay là dinh dưỡng, em đều không muốn cho quá nhiều chất phụ gia bảo quản vào. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những chất bảo quản nó sẽ gây tồn dư ở trong cơ thể con lợn. Và chính bản thân mình bây giờ một tháng có khi là ăn đến 25 bữa thịt lợn. Vậy thì chính bản thân mình đang hứng chịu lại cái hậu quả đấy. Thế nên là việc bổ sung chất phụ gia bảo quản vào trong thuốc là em Thúy không muốn làm. Thế nên là sản phẩm của em Thúy bà con cố gắng khi mà mang về để ở chỗ mát thì là sản phẩm sẽ không làm sao. Chứ còn nếu cứ phơi nắng là chắc chắn sau một thời gian nó sẽ bị chuyển màu. Đấy là điều đương nhiên. Thế nên là cái đấy là cái nhấn mạnh. Thế còn đi về sản phẩm này thì bà con đã được dùng rất nhiều và có rất nhiều bà con phản hồi rồi. Có những trường hợp đã đặt mua cả thùng hay vài thùng về dùng, hay có những trường hợp cũng chỉ mua tạm một vài cân về dùng, bởi vì là tùy thuộc vào quy mô chăn nuôi. Thế nhưng mà trong cái sản phẩm này có ưu điểm gì? Đó là khi mà ăn sản phẩm này dù là rẻ tiền nhưng mà ăn vào ngủ rất ngon và con lợn nó rất là nhanh lớn. Nhưng nó cũng lại chưa thể tốt được bằng những cái sản phẩm ưu việt về sau em Thúy đưa ra mà bà con đã được tiếp cận, ví dụ như là sản phẩm siêu vỗ béo đây. Đấy, thì sản phẩm siêu vỗ béo này và sản phẩm vỗ béo heo thịt này là đã được em Thúy so sánh ở trong video trước đây rồi. Và trong những cái đoạn video mà em Thúy đã so sánh thì có thể em sẽ copy một đoạn em Thúy phân tích sâu về sản phẩm này để bà con có thể theo dõi và so sánh lựa chọn. Đấy, thì trong sản phẩm này nó vẫn có A, D, E và các thành phần khác, ví dụ như là men tiêu hóa để bổ trợ về hấp thu. Nhưng đặc biệt nó là cái lysine này và methionine. Hai cái thành phần này nó sẽ giúp cho con vật nuôi của mình ăn rất là ngon miệng. Đấy, cái này nó kích thích cái tính thèm ăn, cái tính ngon miệng ở trong con vật nuôi. Kể cả con người của mình đi ra quầy thuốc tây mua những sản phẩm về kích thích thèm ăn ngon miệng ở trẻ em thì đều có thành phần là lysine và methionine. Đấy là hai thành phần cốt lõi trong cái vấn đề là kích thích thèm ăn, kích thích ngon miệng. Thế nhưng mà sản phẩm này thì bởi vì là giá thực sự là nó thấp, thế nên là nó chỉ phù hợp với những trang trại chăn nuôi nhỏ và rất nhỏ thôi. Thế còn những trang trại chăn nuôi lớn thì cái này nó lại không hiệu quả kinh tế. Đấy, là bởi vì sao? Là bởi vì là nó không đạt được cái mong muốn như mọi người đang được tiếp cận. Đấy, thế thì nó sẽ chuyển sang là dòng siêu vỗ béo. Siêu vỗ béo thì nó có các thành phần, thứ nhất là protein thủy phân. Cái protein thủy phân này nó sẽ giúp cho con vật nuôi của mình mặc dù được bổ sung protein nhưng mà lại không tiêu chảy, do là protein này nó đã được phân cắt rất là nhỏ ra rồi. Thế nên là nó sẽ được hấp thu hoàn toàn ở ruột non và sẽ không còn thừa protein để xuống cái phần ruột già. Nên là nó sẽ không có hiện tượng tiêu chảy. Mà tất cả hiện tượng tiêu chảy khi dùng dinh dưỡng đó là do cái vấn đề là thừa đạm, thừa protein nên dẫn đến là tiêu chảy. Thì cái này nó sẽ khắc phục được tình huống đấy. Và cái sản phẩm này thì sẽ dùng được trên cả gà, lợn, vịt, ngan, cút, ngỗng, nói chung là cả gia súc và gia cầm. Thế nhưng mà trên con bò thì sẽ không nhìn thấy hiệu quả cao. Do vì sao? Kể cả trên con lợn của em cũng nhìn thấy hiệu quả nó không được rõ rệt, chứ không phải hiệu quả không cao. Tức là khi mà dùng cái này nó chỉ kích thích phát triển về các tế bào thịt nạc thôi. Tức là nó hạn chế được cái mỡ tối đa. Thế nên là khi mà dùng cái này ấy, thì cảm giác được con lợn nó sẽ không phồng phao đâu, không bóng bẩy đâu, không mượt lông đâu, và cảm giác con lợn nó không được bóng. Thế nhưng mà ngược lại nó sẽ phát triển vào cái nạc, tức là những người nhìn rất là còi, những con lợn nhìn cảm giác rất là bình thường. Thế nhưng mà khi mà xuất ra ấy, nó vẫn đạt cân như những con lợn mập. Bởi vì sao? Nếu mà so sánh, các bạn nếu mà so sánh được rõ nhất, tức là có một ô lợn mình sẽ dùng cái này từ nhỏ cho đến lớn, và sẽ có một ô mình sẽ dùng sản phẩm này hoặc là sản phẩm này, hoặc là mỗi sản phẩm
khác ở trên thị trường, thì các bạn sẽ thấy là sản phẩm khác họ rất là bóng, con lợn rất là bóng và mượt và rất là bệ vệ, rất là cảm giác như đi nó cứ bình bịch. Nhưng mà cái sản phẩm này thì con lợn nó vẫn rất là thon, là gọn, vẫn rất là nhỏ, như giống như những người đi tập gym ấy. Thì đến lúc cân để bán ra thị trường là cùng ngày này, cùng cám và cùng thời gian chăn. Nhưng đến lúc cân ra thị trường thì chắc chắn được rằng những con vật nuôi chăn bằng sản phẩm này nó sẽ đạt được số cân như là những cái đàn vật nuôi khác mà mình mong muốn. Nhưng vấn đề đó là cái gì? Khi mà thịt con lợn này ra thì cái thịt nạc nó nhiều, nên là thợ thịt hoặc là thợ mua lợn ấy, họ cảm giác được rằng là cái vấn đề đạt về vấn đề móc là họ thích hơn. Đấy, nên là họ sẽ thích mua hơn. Thế nên là cái để đánh đổi được với cái này là nhìn rõ nhất đó là trên con gà. Trên con gà thì em đã từng làm những video để đưa vào sản phẩm. Khi mà con gà bắt đầu dùng mình sẽ cân thử, và sau một thời gian sử dụng mình cũng sẽ lại cân lại, thì mình sẽ thấy được cả trên con gà, con vịt là em Thúy đều đã làm thử, thì thấy được cái mức độ hiệu quả của nó rất là cao. Là chỉ sau tầm 5 đến 7 ngày thôi là thấy lườn gà, lườn vịt, lườn ngan, lườn ngỗng, lườn chim, cút là sẽ hay là lườn chim bồ câu là sẽ thấy nó có sự khác biệt rõ rệt luôn về cái lườn. Tại vì cái lườn nó là thịt nạc mà, thế nên là cái lườn nó sẽ nhìn thấy cái hiệu quả đầu tiên. Thế sau đó sẽ là đến cái phần mã ở bên ngoài. Khi mà con vật nó được cung cấp một cái lượng dinh dưỡng quá tốt thì cái bề ngoài của nó sẽ rất là đẹp, rất là bóng. Con gà lông rất là mượt và màu rất là đẹp. Nên mà cái vấn đề này nữa là con gà khi mà dùng ở giai đoạn non ấy, nó cũng không gây bị tiêu chảy. Thế nên là hoàn toàn có thể dùng cái này từ giai đoạn úm của gà con. Thế nhưng có một điều mà bà con cần lưu ý khi mà dùng cho con gia cầm, mà nhất là con gà, đó là con gà nó hay có cái bệnh cầu trùng. Mà các cái mốc mà con gà bị cầu trùng đó là 15, 25 và 35 ngày tuổi. Thế nên là khi mà ở trong cái giai đoạn các cái mốc mà nó dễ bị cầu trùng như thế là mình không nên sử dụng những sản phẩm vỗ béo này hay là những sản phẩm vỗ béo khác. Là bởi vì sao? Nếu nó đang bị cầu trùng là đường ruột của nó đang bị viêm, đang bị chảy máu. Đấy, thì lúc đấy cái hiện tượng mà mình phải nạp vào trong nó cái protein ở trong cái vỗ béo này thì nó sẽ làm cho đường ruột của nó mệt mỏi và sẽ tăng mức hoạt động và sẽ làm cho máu nó chảy nhiều hơn, dẫn đến là con gà nó sẽ bị mất máu cấp tính và nó sẽ chết nhiều hơn. Nên mình đã được tiếp nhận rất nhiều các thông tin các sản phẩm vỗ béo khác là tại sao gà của anh đang chăn vỗ béo mà nó lại bị chảy máu xong nó chết. Thế thì mình giải thích cho mọi người là đấy, mọi người là đổ lỗi là tại vì dùng sản phẩm, nhưng mà mình nói trước là kể cả sản phẩm của công ty khác mình vẫn bênh vực. Là bởi vì sao? Bởi vì là cái này không phải lỗi do sản phẩm, mà cái này là do cái yếu tố sinh lý cơ thể. Ví dụ như bản thân con người mình, nếu như hôm nay mình đang bị tiêu chảy, mà hoặc là nhất là vấn đề mình đang bị kiết lỵ, thế mà lại vẫn cứ tiếp tục uống sữa, vẫn tiếp tục ăn thịt bò, hay là vẫn tiếp tục ăn trứng rán hay là trứng luộc, thì nó phải nạp quá nhiều những cái protein khó tiêu vào trong cơ thể. Vậy thì cái đường ruột của mình nó làm sao nó tải được? Khi mà bị tiêu chảy đến con người mình còn muốn ăn cháo trắng, huống chi là con gà, con vịt, con lợn, đúng không ạ? Thế nên là quá trình mà nó bị tiêu chảy nó là càng bị nặng hơn, là do là bị nạp những cái chất dinh dưỡng khó tiêu. Thế nên là khi mà mình biết là nó đang bị bệnh thì tốt nhất là mình nghỉ tất cả những cái vấn đề nạp dinh dưỡng vào trong cơ thể nó. Nạp dinh dưỡng nhất là protein, và mình nên cho nghỉ và ăn những cái chế độ ăn dinh dưỡng nhẹ nhàng thôi, ví dụ như cháo chẳng hạn. Đấy, thì con gà khi bị cầu trùng cũng vậy, mình nên giảm ăn và phải dùng cấp hạ sốt và vitamin K cầm máu. Sau đó thì mình sẽ điều trị kháng sinh cầu trùng. Và khi nào đường ruột nó trở về mức độ ổn định thì mình hãng dùng cái này. Bởi vì sao? Cái này bản thân nó khi mà dùng cho con vật nuôi còn non thì mình cũng chỉ định kỳ là một tuần bổ sung 3 bữa, chứ mình không phải là ngày nào mình cũng bổ sung. Thế nên là mình cũng cần lưu ý cái vấn đề thời gian sử dụng nó là như vậy. Thế còn tiếp theo nó là một sản phẩm nữa, nó là cái vỗ béo heo con. Cái vỗ béo heo con này mình đã nhận được rất nhiều review ở trên khách của kênh mình đã từng mua, bởi vì là cái sản phẩm này mình bán đã 3 năm nay rồi, chứ không phải là 1 năm. Cái sản phẩm này mình bán 3 năm vì sao? Bởi vì là cái sản phẩm này nó chỉ tập trung vào con heo con, nhất là giai đoạn con bắt đầu tập ăn cám. Khi mà nó bắt đầu tập ăn cám thì đầu tiên đó là cái việc nó bị bỏ sữa mẹ ra, tách khỏi sữa mẹ. Thì cái việc nó bị thiếu hụt dinh dưỡng và cái việc nó đang quen với bú sữa mẹ, một chất dinh dưỡng rất là dễ tiêu, mà tự dưng nó lại quay sang nó phải ăn cám. Một cái chất dinh dưỡng nào thì khô khan, nào thì cảm giác như hơi khó ăn, nào gì khó tiêu, đầy bụng, dẫn đến nó có một cái cảm giác đó là bị sốc, bị stress. Thế nên là khi mà trong cái giai đoạn mà bắt đầu tập ăn cám thì mình sẽ sử dụng vỗ béo heo con. Bởi vì cái này nó sẽ cũng bổ sung toàn bộ lysine và methionine. Để làm gì? Để giúp cho con vật nuôi nó tăng cái tính ngon miệng và tăng cái tính thèm ăn của nó lên,
Thì nên là khi mà ăn sản phẩm này thì cảm giác con lợn của mình nó ăn cám nó ngon hơn, nó cảm giác như nó thích ăn cám hơn. Đấy là vì lý do đấy. Và cùng với là nó bổ sung rất là nhiều các con men để cân bằng lại hệ vi sinh vật ở trong đường ruột của con lợn khi mà nó mới tách sữa. Và trong này nó lại còn có cả bổ sung cả những cái canxi và những cái chất thiết yếu, ví dụ như là cả về ADE cũng như là kali, hay là citric acid, hay là dòng natri, tức là khi mà nó bị mất sữa mẹ, công thức này nó sẽ gần như là nó cung cấp được những cái dinh dưỡng vi lượng để cho con heo con nó cảm thấy là nó không bị quá mất mát khi mà nó cai sữa mẹ. Đấy là việc mà đưa vào sản phẩm này. Và đặc biệt nữa là trong cái sản phẩm này khi mà đưa vào ấy thì nó sẽ không kích thích về vấn đề phát triển về thịt cho con heo, mà cái cốt lõi của sản phẩm này khi mà đưa vào con heo con đó là cái phát triển hệ khung. Hệ khung tức là cái bộ xương của nó làm thế nào để phát triển được ra một cái con lợn nó dài và có cái xương sườn nó to, nó dài, cũng như là cái xương cột sống nó dài, cũng như xương chân nó phát triển nó cứng cáp để làm gì? Bởi vì con heo con ấy nó có một cái nền tảng vững chắc về cái vấn đề về phát triển về thể thể chất, về vóc dáng, thì sau này đến lúc mà nó trưởng thành thì nó mới có cơ hội để đắp rất nhiều thịt vào đấy. Thì ví dụ như bây giờ mà cái con người bây giờ nó cao có 1,5 m như thế này thôi, thế mà bây giờ nếu mà đắp vào đấy 80 cân thịt thì nó làm sao nó chịu được lực, đúng không ạ? Nó chỉ chịu được lực khi mà cái bộ khung xương của nó thật là vững chắc thì 80 cân nó mới không bị yếu chân. Thế bây giờ là mà muốn đắp được cho nó nhiều thịt thì cái bộ khung của nó phải cứng cáp đã. Và vấn đề là nó có dài, nó có rộng thì nên nó lên đến 80 cân thì nhìn nó vẫn rất là gọn gàng. Chứ bây giờ mà nó cái bộ khung của nó bé như vậy mà nó đắp vào đấy 80 cân nó không thể đắp nổi. Đây là cái vấn đề về quan trọng về vỗ béo heo con, nó là tập trung về phát triển thể vóc nhá, không tập trung phát triển về thịt. Đấy, nên là bà con cần lưu ý. Và có một sản phẩm nữa là bà con thắc mắc là tại sao mà em Thúy chưa lên sóng, em Thúy chưa giới thiệu gì về nó mà nhân viên đã tư vấn rồi. Thì cái đấy nó chính là cái đạm cá. Em đặt tên nó là đạm cá thủy phân. Bởi vì sao? Bởi vì là đạm cá nó được chiết xuất và được ngâm ủ từ những con cá biển nguyên chất. Sau đó người ta về người ta sẽ ngâm ủ và dùng cái công nghệ thủy phân để làm gì? Để phân hủy cái protein này, phân cắt nó nhỏ ra. Để làm sao để khi mà đưa cái protein này vào trong cơ thể con vật nuôi nó sẽ không bị tiêu chảy. Là cái vấn đề cốt lõi khi mà dùng protein nó là không bị tiêu chảy. Thì cái vấn đề đấy nó cũng sẽ được giải quyết ở trong sản phẩm này. Nếu như dùng sản phẩm này, bà con sẽ làm một phương pháp để test thử cái vấn đề là trong cám của nhà mình có bị thiếu đạm hay không, có bị thiếu protein không. Protein và đạm nó là tên gọi chung để đánh giá được mức độ hàm lượng dinh dưỡng protein ở trong cám. Thì mình gọi chung nó là protein trong cám cho nó dễ nhá. Thì nếu như trong cám của nhà bà con ấy mà bị thiếu protein thì chắc chắn là bà con dùng rất nhiều cái sản phẩm này thì con lợn của mình vẫn không bị tiêu chảy. Nhưng nếu như mà trong cám của bà con chỉ thiếu một chút thôi thì lúc đấy dùng cái này vào thừa một cái là con lợn nó sẽ bị phân nhão và dẫn đến bị tiêu chảy, hoặc là phân sẽ không tiêu hóa hết dẫn đến là phân nó bị loãng. Thì cái này nó sẽ là một phương pháp thử. Tức là nếu như bình thường em Thúy sẽ khuyến cáo 1 lít này sẽ trộn cho 5 tạ cám. Thế nhưng mà nếu mà về mà trộn cho 5 tạ mà không thấy bị tiêu chảy thì mình sẽ tăng liều lên là 1 lít này trộn vào cho 4 tạ cám. Và mình trộn đến khi nào mà bắt đầu thấy phân của con lợn bắt đầu mà loãng loãng thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ cân lên liều. Ví dụ như mình trộn với 3 tạ mà thấy bắt đầu đi ở thì mình sẽ trộn quay trở về mốc lúc nãy là 4 tạ thì nó sẽ không bị đi ở nữa. Là lúc đấy là cái mức độ thiếu protein nó chỉ đạt ở mức độ đấy thôi. Còn nếu như những nhà nào mà dùng, có một số nhà mà khuyến cáo với em Thúy là tại sao dùng đạm cá của cô trộn với 2 tạ mà lợn nhà tôi vẫn không đi ở, thì cái câu hỏi đấy là trả lời bằng cách đó là vì cám nhà các bác đang thiếu quá nhiều protein, thế nên là bổ sung bao nhiêu vào nó vẫn không bị đi ở. Đó là vì câu hỏi đấy. Nhưng mà cái này ấy, thì nó có một cái nhược điểm là gì? Đó là nó làm bằng nước. Thế nên là nó sẽ cảm giác như bà con sẽ không dễ trộn như là sản phẩm bột. Thế nhưng mà ngược lại ấy, nó là nước nhưng nó không phải loãng như nước lọc, mà nó là nước nhưng mà nó lại đặc sệt như kiểu mật ong. Thế nên là bà con khi mà đưa vào cám ấy, với một hàm lượng rất là nhỏ thôi, ví dụ như là 1 lít này mà 5 tạ cám, thì bà con hiểu được rằng là một bao cám dùng được bao nhiêu cc này đâu, đúng không? Thì mình có thể, một là mình dùng cái xi lanh hoặc là mình dùng cái chén mình đong ra, sau đó là mình tưới lên cám ra xong mình trộn đều lên là nó vẫn bám. Bởi vì sao? Nó dạng sệt như thế thì nó lại rất dễ bám cám, mình dễ trộn hơn cả dạng bột, đúng không ạ? Thế nên là cái câu câu chuyện là đừng bao giờ nghĩ nó là dạng nước mà khó trộn.
Nhưng vấn đề cái cốt lõi được cái sản phẩm này, khi mà dùng ấy, nó sẽ nhìn thấy hiệu quả ngay sau vào 5 đến 7 ngày. Tức là con lợn khi mà nó được cung cấp đủ cái protein mà nó cần thì cảm giác như con lợn của mình nó được khỏe lên, bóng lên và mượt mà hơn. Và nếu như cái đạm cá này mà được kết hợp với một loại nữa, đó là chính là cái men ủ tỏi mà em Thùy Hương dẫn ấy, thì nó lại càng tuyệt vời hơn nữa. Là bởi vì sao? Nó sẽ giúp tăng hấp thu tối đa, nhưng mà nó lại giúp cho cái vấn đề đó là mùi hôi phân ở trong chuồng của mình nó sẽ được giảm thiểu đi một cách đáng kể luôn. Đấy là cái dẫn chứng là đã trong chuồng của anh Sơn, mình đã từng làm nghiệm thu rồi, thì anh ấy cũng dùng cả ủ tỏi cả đạm cá vào cùng. Anh ấy phản hồi lại là khi dùng cái bộ sản phẩm này thì con lợn cái hòn phân của nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn là vì sao? Bởi vì nó hấp thu được hết dinh dưỡng rồi. Có bao nhiêu dinh dưỡng nó ở trong cám, bao nhiêu dinh dưỡng ở trong sản phẩm này, nó đều hấp thu được hết rồi thì phân nó sẽ nhỏ. Thế còn nếu mà trường hợp mà dùng xong thì nó lại đỡ được cái mùi phân, tức là mình lấy tay mình quẹt phân lên, mình ngửi lên mũi nó vẫn còn mùi phân. Thế nhưng mà khi mà tay này mình rửa đi bằng nước sạch thì mình lấy cái tay đấy mình ngửi lên mũi nó sẽ hết mùi phân. Đấy là bởi vì là mùi phân nó rất là nhẹ và nó không bám. Thế còn nếu như bà con đã từng chăn lợn thì bà con sẽ biết là mùi phân nó chỉ là vô tình mình vào chuồng mình rửa cái nước chuồng nó té lên tóc này thôi. Tối ngủ vẫn thong thả vẫn mùi phân bởi vì là nó rất khó rửa trôi. Hay là tay mình cũng thế, hôm nay vào chuồng rửa lợn nhưng mà đến tối ngồi bê bát cơm ăn cơm vẫn thong thả thấy có mùi phân lợn. Đó là vì mùi phân nó bám rất là dai. Thế nhưng mà khi sử dụng cái đạm cá này cộng với men ủ tỏi thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy mà bà con đang cần và cấp thiết lúc này. Và tất cả bốn sản phẩm nằm ở trên bàn của em lúc này nó đều thiên về cái vấn đề đó là kích thích về tăng trưởng. Nhưng mà nó lại không phải là cái chất kích thích tăng trưởng như lúc đầu em nói, mà nó đều là những cái dinh dưỡng bổ sung, nó là những cái bị thiếu ở trong dinh dưỡng mà bà con đang dùng. Thế nên là bổ sung cái này xong thì con vật của mình nó sẽ từ từ và nó sẽ từng bước một để nó phát triển. Còn nếu như bà con muốn nhanh hơn, rút ngắn thời gian hơn, thì thứ nhất là bà con phải có liệu trình, đó là dùng suốt một thời gian nuôi từ bé cho đến lớn theo liệu trình. Bé thì dùng vô béo heo con, lớn thì có thể dùng một trong ba loại này, thì tùy vào cân đối của gia đình. Nếu mà gia đình kinh tế tốt thì dùng cái loại này bởi vì nó đắt hơn một chút. Còn nếu mà kinh tế vừa thì dùng loại này và loại này. Loại này thì 180 là dinh dưỡng vừa phải, còn loại này thì rẻ hẳn là 115. Thì cái này là phụ thuộc vào kinh tế của bà con. Thế còn khi mà dùng cái này ấy, chắc chắn là em Thúy khẳng định là không được nhanh nhá. Không được nhanh, nhớ là một câu là không được nhanh. Nên chúng ta phải đưa vào một quá trình, một giải pháp và đưa vào một quy trình để áp dụng từ nhỏ cho đến lớn. Còn nếu như mà lúc sắp xuất bán rồi, còn một tháng nữa hay 20 ngày nữa muốn xuất bán mà muốn dùng để nó rút ngắn thời gian nuôi thì mình có thể dùng cái sản phẩm này, nhưng mà tăng liều lên và có thể là ngày nào cũng sử dụng đều ở trong cám thì nó sẽ tăng được hiệu quả đấy lên. Thế nhưng mà vấn đề là nó sẽ không gây nguy hại đến con người, kể cả đàn vật nuôi của bác chăn bộ béo mà mai bác thịt lợn ra em vẫn đến em mua thịt về ăn bình thường. Bởi vì bản thân thì sao? Nó chỉ là những dinh dưỡng, những cái yếu tố bình thường giống như con người mình vẫn đang sử dụng thôi. Nó là lysine, là methionine, là tất cả những cái loại vitamin chỉ để giúp cơ thể mình tăng sức đề kháng, tăng tiêu hóa hấp thu và tăng tính thèm ăn thôi, chứ nó không phải là những chất kích thích tăng trưởng như lúc đầu em nói. Thế nên là bà con hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Trong vấn đề chăn nuôi hiện tại và đặc biệt là chăn nuôi heo nái để sản sinh ra những con giống để mình có thể nuôi thịt, hay là những con giống để mình có thể bán, ví dụ như con gà đẻ trứng ra để làm trứng thương phẩm, hay con gà đẻ trứng ra để làm trứng để có thể ấp nở ra thành con gà con để bán, hay là chúng ta sản xuất con lợn con ra để chúng ta nuôi, thì cái lòng cốt và cái yếu tố cơ bản để bà con thành công đó là con vật nuôi của mình phải làm thế nào để sản xuất được ra nhiều con giống nhất trong một thời gian cố định. Ví dụ một con lợn vẫn là mang thai gần 4 tháng thì làm thế nào để trong thời gian đấy nó vẫn ăn hết từng đấy cám, mình vẫn phải mất từng đấy thời gian chăm sóc, nó vẫn hết uống hết của mình từng đấy nước và nó vẫn tiêu thụ hết của mình từng đấy điện, thì mình làm thế nào để nó đẻ được nhiều số con nhất để mình có thể tăng được cái lợi nhuận về kinh tế lên, hay là làm thế nào để con gà của chúng ta nó đẻ được cái tỷ lệ đẻ đạt nhất, hay con vịt cũng vậy. Thì chúng chỉ khi nào chúng nó là con vật sinh sản chúng nó đẻ được nhiều nhất thì chúng ta mới có lợn. Thế chứ còn bây giờ nếu mà chăn nuôi mà đẻ được 7-8 con lợn là thất bại rồi. Thì cái mà cơ hội khi mà bà con mà nhận được khi mà dùng những cái sản phẩm về kích thích về sinh sản, đó là vấn đề là tăng về năng suất sinh sản, đúng không? Tăng về số lượng con trên đầu lứa. Và cái mà chúng ta mà ví dụ như em chỉ cần nói đơn giản như thế này thôi. Chỉ cần là nếu chúng ta dùng hết một gói này, hết 100.000 chẳng hạn, hay là dùng hết một gói này đây, nói là nó cố định không bà con lại hiểu lầm. Ví dụ như chúng ta dùng hết một gói này là 155.000 đúng không ạ? Thế nhưng mà đổi lại
chúng ta có thể tăng được lên 2 con lợn con trên một lứa. Vậy là chúng ta thành công rồi, với lợn con bây giờ đang bán là 1,6 triệu một con. Thì chúng ta đánh đổi 150 để lấy được 2 con lợn 1,6 triệu là 3,2 triệu. Chúng ta có dám đánh đổi không? Chắc chắn là để mà nói ra thì là ai cũng đồng ý đánh đổi. Nhưng mà vấn đề là để đạt được cái hiệu quả như mình mong muốn thì chúng ta lại phải chọn được cái sản phẩm làm sao để chúng ta ở những nơi đáng tin cậy và ở những người bán hàng thật sự là có tâm. Những người thật sự bán hàng phải nói ra được cái chính xác khi mà sử dụng sản phẩm, đó là phải làm gì? Tức là yếu tố tương đối. Chứ đừng có quảng cáo là dùng cái sản phẩm này để sai lắm, bền lắm, 20 mấy con trên một nứa. Không có đâu. Em chỉ nói là nếu như dùng sản phẩm này, nó có thể tăng được đến 1, 2, đến 3 con trên một lứa thôi. Chứ nó không thể tăng nhiều. Nhưng sẽ có những nhà mà người ta review lại cho em, người ta có thể là feedback lại cho em, đó là ôi, dùng sản phẩm nhà em lợn anh đẻ sai quá, anh không biết nuôi kiểu gì. Nhưng đó chỉ là một yếu tố, nó là những cái nhà gọi là số ít trong đám đông thôi. Chứ không thể là một tháng mà bán ra một tấn này mà bán cho 1.000 nhà mà cả 1.000 nhà đều đẻ sai. Đó là không có. Thật sự là không có, đúng không ạ? Nó chỉ là một số nhỏ là 10, 20 hay 30% ở trong số 1.000 đấy thôi. Thế nên là để mà chém gió về sản phẩm là không nên. Thế nhưng mà về tác dụng thực sự của sản phẩm thì nó sẽ là có. Em thì muốn đưa cho bà con một cái giải pháp để làm thế nào để tận dụng được trong cùng một khoảng thời gian nhưng mà có thể tăng được cái năng suất sinh sản lên cho với tất cả các con vật nuôi, kể cả gà, vịt, ngan, cút hay là con lợn, và đặc biệt đó là con lợn. Bởi vì sao? Bởi vì là từ trước đến nay bà con chỉ tiếp nhận được thấy là em Thúy đang làm sâu với con lợn thôi, đúng không ạ? Thì tất cả những cái sản phẩm mà em đang đặt ở trên bàn này nó đều có chung một cái yếu tố, đó là vitamin E. Trong tất cả các sản phẩm này đều có vitamin E. Thì tại sao nó lại có vitamin E? Thì bây giờ em Thúy sẽ phân tích cho bà con ba cái yếu tố cơ bản trong chăn nuôi và ba yếu tố cơ bản ở trong sinh sản, đó là A, D, E. Bà con từ trước đến nay chỉ cần biết nó là ừ, thấy là không lên giống thì tiêm A, D, E. Thấy là con vật yếu mệt cũng tiêm A, D, E, B complex. Hay là thấy là con vịt hay con gà của mình đẻ trứng không đạt thì là mua A, D, E về chăn. Nhưng mà bà con lại không hề biết tác dụng của nó là gì và cái đích của nó đi đến đâu và tại sao mà lại dùng cái đấy nó lại tăng được cái vấn đề về lên giống lên. Thì hôm nay em sẽ phân tích sâu cho bà con hiểu được nó là vì sao nhá. Thì cái yếu tố đầu tiên mà mình nhắc đến nó là vitamin A. Từ trước đến nay mọi người thường thấy là vitamin A chỉ xuất hiện ở trong cái vấn đề là bổ mắt, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế vitamin A nó lại đánh đến cái đích, nó là cơ quan sinh sản rất là tốt. Vitamin A nó có rất là nhiều tác dụng. Trong đó là kể đến đầu tiên, đó là cái việc đó là nâng cao được cái hệ miễn dịch trong cơ thể. Vitamin A nó giúp cho các tế bào trong cơ thể của chúng ta có một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh và nó sẽ giúp cái quá trình bắt nuốt các cái con virus ấy, hay là con vi khuẩn nó xâm nhập vào trong cơ thể tốt hơn. Và nếu như trường hợp mà thiếu vitamin A thì nó dẫn đến là cái quá trình của cơ thể của mình rất hay bị ốm yếu, rất hay bị cảm giác như chúng ta rất hay bị ốm vặt. Thì cái vitamin A đầu tiên, tác dụng đầu tiên đó là cái hỗ trợ về hệ miễn dịch khỏe mạnh và duy trì cái khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Và nó liên quan trực tiếp đến cái vấn đề sản xuất và chức năng của bạch cầu. Mà từ trước đến nay mọi người thấy là bạch cầu nó sẽ làm nhiệm vụ đó là thu giữ và loại bỏ những cái loại vi khuẩn và những cái mầm bệnh từ máu. Thế nên là nếu mà trường hợp mà bà con bị thiếu vitamin A thì sẽ thấy được rằng là con vật nuôi của mình hay kể cả con người của chúng ta đều thấy là nó sẽ tăng cái khả năng mà bị nhiễm trùng lên. Và nó sẽ trì hoãn cái sự phục hồi của sức đề kháng. Tức là cảm giác sức đề kháng của chúng ta rất là yếu, rất hay bị bệnh ốm vặt. Trẻ con là rất hay là ốm sốt, xài vật động, thay đổi thời tiết cái là ốm. Thì con vật nuôi của chúng ta cũng thế. Nếu mà bị thiếu vitamin A thì con vật nuôi của chúng ta đề kháng rất là kém và cũng rất hay bị ốm. Và cái vấn đề nữa, nếu như thừa vitamin A thì chúng ta sẽ thấy là nó cái khả năng xương của chúng ta rất dễ bị gãy. Đấy. Vấn đề nữa đó là cái quan trọng và cốt lõi nhất của vitamin A nó đã đánh vào cơ quan sinh sản. Thì đầu tiên là nếu như trong cơ thể của chúng ta mà bị thiếu vitamin A thì chúng ta thấy được rằng là cái vấn đề về tế bào tinh trùng nó phát triển không hề bình thường một chút nào. Nó có thể là bị cong đuôi, cụt đuôi hay là nó có thể dẫn đến cái hiện tượng vô sinh do là cái con tinh trùng đấy nó không hoạt động tốt và nó không làm được chức năng là tạo thành hợp tử khi gặp trứng. Và vấn đề nữa là nếu thiếu vitamin A thì chúng ta sẽ bị giảm cái chất lượng trứng xuống. Tức là có thể là trứng của chúng ta vẫn to, vẫn tròn thật đấy, nhưng mà nếu thiếu vitamin A thì chất lượng trứng nó sẽ giảm và dẫn đến là có trứng nhưng mà không thể thụ thai thành phôi được. Đó là vì lý do đấy. Thế nên là tại sao khi mà liên quan đến vấn đề sinh sản, liên quan đến cái vấn đề về kích thích lên giống hay là đẻ trứng là bà con hay đi tìm ADE?
Đó là vì là bản chất ở trong tất cả các loại ADE thì vitamin A nó chiếm một cái hàm lượng, một cái phần trăm đông đảo hơn. Nhưng mà nó lại phải ở một cái thành phần, nó lại phải ở một cái liều lượng nhất định. Bởi vì là nếu thừa cũng không tốt, mà nếu thiếu thì cũng không được. Thế và cái nữa nó là khi mà vitamin A nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ bám dính vào thành tử cung của trứng. Tức là trứng nó có làm tổ được vào thành tử cung hay không, nó cũng là phụ thuộc vào vitamin A. Vậy chi là nếu như trường hợp như mà hôm nay mình phối tinh vô lợn mà mình gặp trứng được rồi, mình tạo thành hoại tử được rồi, nhưng cơ thể của mình bị thiếu vitamin A thì chắc chắn được rằng là cái phôi đấy nó cũng không làm tổ được vào tử cung, dẫn đến là nó cũng không có con lợn con cho chúng ta. Thế nên là tại sao mà phối tinh nhưng mà không đạt được nhiều con là vì lý do đấy, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là vitamin A nó tham gia vào cái quá trình phát triển của rất là nhiều cơ quan và cấu trúc của thai. Nếu mà trường hợp mà bị thiếu vitamin A thì dẫn đến là thai nhi cũng sẽ bị dị tật. Vậy chi là trong những sản phẩm, ví dụ như sản phẩm này là dưỡng thai khỏe nái, tại sao nó vẫn có vitamin A ở trong này? Đó là vì là gì? A nó đánh vào cái vấn đề về phát triển của thai nhi, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà đánh vào vấn đề phát triển của thai nhi thì hàm lượng của vitamin A nó sẽ khác. Và khi mà vitamin A nó đánh vào cái vấn đề về phát triển của con heo con lúc mà đang bú mẹ ở trong thành phần sữa non này thì hàm lượng vitamin A nó lại khác. Và khi vitamin A nó ở trong cái thành phần để kích sữa cho con heo nái thì vitamin A nó lại ở một cái hàm lượng hoàn toàn khác. Thế nên là bạn thấy, có thể thấy được trong là trong 5 sản phẩm mình đang bày ở trên bàn này thì đều có 5 hàm lượng vitamin A khác nhau. Bởi vì mỗi một vitamin A ở đây nó sẽ đánh vào một mục đích khác nhau. Vitamin A nó có thể đưa vào trong quá trình phát triển của con heo con bởi vì nó tăng cái vấn đề miễn dịch, đúng không ạ? Nhưng mà vitamin A nó cũng vẫn tăng cái vấn đề về phát triển, về buồng trứng, về trứng. Đấy, về cơ quan sinh sản thì nó sẽ đưa vào cái vấn đề là kích sữa trong heo nái. Thứ nhất là nó cũng ra sữa, nhưng mà vấn đề thứ hai nữa là khi mà vitamin A vào đây trong cái quá trình mà con lợn đang neo nuôi con thì dùng kích sữa thì nó đủ vitamin A, thì đến lúc tách con ra thì chắc chắn là buồng trứng nó và tử cung của nó rất là tốt để thuận lợi cho cái quá trình mà lên giống và cũng như là làm tổ của hoại tử sau này. Đấy. Và trong cái vấn đề về selen cũng thế. Như trong selen thì nó chỉ có selen và e thôi chứ nó lại không có a, đúng không ạ? Thế nhưng mà bạn thấy này, nhìn thấy trong cái kích lên giống, trong cái kích lên giống của chúng ta mà hay dùng đây này thì nó cũng có vitamin A, đấy, vitamin E. Đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy là trong những cái sản phẩm kích lên giống của nhà em Thúy thì không thấy xuất hiện cái yếu tố đó là vitamin D. Nhưng mà trong các sản phẩm, ví dụ như các bạn thấy trên thị trường là tên, những cái tên gọi hay gặp nó là kích trứng này, hay là kích lên giống này, hay là ADE này thì thường là có D ở trong đấy. Nhưng tại sao trong những sản phẩm của em Thúy thì chỉ có A và E là nhiều nhưng không thấy có D? Cái tác dụng của vitamin D nó giúp cho cái vấn đề thúc đẩy hấp thu canxi. Đấy, thế nên là nếu mà trường hợp vitamin D thường nó sẽ có ở trong cái sản phẩm dưỡng thai. Đấy, tại vì vitamin D này nó sẽ thúc đẩy cái quá trình hấp thu canxi ở trong con nái đang mang thai để nó nuôi được cái bào thai tốt hơn. Và vitamin D nó cũng có ở trong cái sản phẩm sữa của heo con. Bởi vì nó cũng sẽ giúp cho con heo con nó tổng hợp được cái canxi mà nó hấp thu canxi ở trong sữa mẹ cũng như là ở trong cái sữa non này. Đấy là nó có canxi. Và D nó chỉ được tạo ra khi mà nó có ánh nắng mặt trời, khi mà nó chiếu lên da. Thế nên là nếu mà trường hợp như trẻ con hay là lợn con hay là lợn nái mà nó không được tiếp cận với ánh nắng mặt trời thì nó sẽ bị thiếu vitamin D. Mà khi mà thiếu vitamin D thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến cái vấn đề hấp thu canxi ở trong cơ thể. Thế nên là nếu mà trường hợp, những cái trường hợp đấy xảy ra thì chắc chắn là nó sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề chăn nuôi của mình. Mà bà con thấy được rằng nhá, nếu như trường hợp mà lợn con ấy mà nó thiếu vitamin D nó sẽ kém hấp thu canxi thì dẫn đến còi xương. Và lợn mẹ mà thiếu vitamin D kém hấp thu canxi thì dẫn đến bào thai của chúng ta cũng sẽ kém. Và vấn đề nữa là D nó lại không có nhiều ở trong thực phẩm. Thế nên là vấn đề cốt lõi khi mà bổ sung vitamin D cho cơ thể thì một nó là phơi nắng và hai nó là bổ sung dinh dưỡng trực tiếp từ các sản phẩm chức năng. Chứ còn ở trong thực phẩm của chúng ta thì gần như là không có vitamin D đáng kể là bao nhiêu cả. Và bổ sung dầu mỡ để tăng hấp thu vitamin D. Tức là nếu như trong các cái sản phẩm có bổ sung vitamin D nhưng mà lại không bổ sung chất béo thì chắc chắn được rằng cái vấn đề vitamin D này nó cũng không hấp thụ được, nó cũng không phát triển được, nó cũng cái vấn đề vitamin D này nó cũng không phát huy được tối đa cái tác dụng của nó. Thế nên là tại sao những cái sản phẩm mà khi mà có vitamin D ở trong đấy thì các bạn sẽ thấy là ở trong cái sản phẩm đấy nó sẽ bổ sung một chút chất béo trong đấy, đặc biệt là trong cái đạm cá này.
Đấy, khi mà trong cái đạm cá này nó có vitamin D3 thì nó có bổ sung chất béo. Đấy là 1,36%, là bởi vì là có chất béo thì cái D3 này nó mới hấp thu và phát triển và phát huy được tối đa cái tác dụng của vitamin D. Khi mà tất cả những cái trường hợp mà phụ nữ bị vô sinh này, hay là những con nái mà bị kém về phát triển về vấn đề sinh sản, thì chúng ta cần phải bổ sung vitamin E để cho tạo ra một cái tử cung êm nhất, mềm nhất, dày nhất, để tạo yếu tố thuận lợi nhất cho cái vấn đề làm tổ của hợp tử. Nếu mà thiếu vitamin E thì dẫn đến cái tử cung của chúng ta rất là mỏng, và cái vấn đề là có hợp tử nhưng vẫn không làm tổ được, nên dẫn đến là con heo của chúng ta vẫn không đạt được số con như mình mong muốn. Thế nên là trong thành phần của sản phẩm liên quan đến vấn đề đẻ nhiều và bền nái thì bổ sung vitamin E nó là chủ đạo, A và E là chủ đạo, là vì lý do đấy. Và có một điều khác biệt nữa là tại sao mà mình muốn phân biệt với các bạn. Nhà mình bây giờ đang có hai sản phẩm tập trung vào yếu tố sinh sản là chủ yếu. Thứ nhất đó là cái selene. Selene nó là một cái vấn đề rất là mới ở trong chăn nuôi, mà bà con đã được nghe rất nhiều, nhưng bà con lại không hiểu về nó, về bản chất của nó. Và cái sản phẩm này nó chỉ phát huy được tác dụng tối đa khi mà bà con đưa vào đúng thời điểm và chọn đúng được con vật nuôi mà mình đưa. Chứ còn nếu mà ví dụ như nhá, câu chuyện ví dụ như này, tức là khi mà mình có một quả trứng, tức là cái buồng trứng của mình nó sẽ có rất là nhiều quả trứng, thì khi mà mình trong cơ thể mình nó có sẵn quả trứng rồi, đúng không ạ? Thì cái vấn đề mà mình dùng ADE nó sẽ giúp cho quả trứng đấy nó rụng ngay được, để nó có thể là gặp tinh trùng để nó tạo ra cái vấn đề là hợp tử. Thế nhưng mà cái vấn đề selen là gì? Vấn đề selen là tức là nó chống oxy hóa và nó giúp cho buồng trứng của chúng ta ấy, nó phát triển một cách từ từ và bền vững, để cái buồng trứng đấy nó sẽ được dài hơn, sinh sôi nảy nở một cách bền vững hơn, nó sinh ra được nhiều những cái nang trứng con hơn. Tức là nếu như con nái của chúng ta mà dùng ADE mà quá lạm dụng thì tức là số trứng nó sẽ rụng hết. Tức là ví dụ như chúng ta có 10 quả trứng nó sẽ rụng luôn cả 10. Và vấn đề là gặp được bao nhiêu tinh trùng và tạo được ra bao hợp tử và làm tổ được bao nhiêu thì nó sẽ không quan tâm nhiều lắm. Đấy, thế nhưng mà cái selen này nó sẽ đã đi về yếu tố là lâu dài, bền vững. Tức là tôi không cần biết là ngày mai ông có bao nhiêu trứng, nhưng tôi chỉ cần biết là tôi phát triển cho ông một cái bộ rễ rất là tốt để nó có nhiều rễ nhất. Đấy, nó có nhiều những cái nang trứng nhất để sau này nó có cơ hội để nó có nhiều quả trứng mập mạp nhất để nó rụng. Thế nên là nếu như trường hợp như mà cái này, tức là chúng ta bắt đầu cai sữa lợn con thì chúng ta sẽ sử dụng. Thì chúng ta sử dụng trong vòng tầm khoảng 5 ngày thì sau đó tầm vài ngày nữa thôi là sẽ thấy hiện tượng lên giống xảy ra rất là nhanh. Đấy, đúng không? Thế nhưng mà vấn đề là trứng vẫn phát triển, và khi mà quả trứng ấy, ví dụ như quả trứng nó bé bằng từng này, thì khi sử dụng cái này quả trứng nó sẽ to lên bằng từng này và nó sẽ rụng, và nó rụng một cách đồng đều, thì chúng ta sẽ có cơ hội để tạo được nhiều con hơn. Thế nhưng mà cái này nó tác dụng trong thời gian ngắn, và ví dụ như một con nái sẽ dùng hết một cân này, tức là 155.000, đúng không ạ? Và những ai sử dụng sản phẩm này trong vòng suốt một năm vừa qua thì bà con sẽ thấy được rằng là nó hiệu quả như thế nào rồi. Đấy, thì sẽ thấy ngay, mà bà con sẽ thấy được rằng là khi mà dùng xong, cai sữa xong là lên giống bằng thật. Đấy. Thế nhưng mà vấn đề là cái selen nó có một cái đặc biệt, nó là cái gì? Tức là nếu như con lợn của mình ấy nó chưa phát triển về buồng trứng, nó còn chưa kịp thành thục về giới tính, thì chúng ta cần phải sử dụng selen để cho cái buồng trứng của nó phát triển lên đã. Nó phải có một buồng trứng đã, nó phải có nhiều nang trứng đã. Sau đó dần dần quả trứng nó sẽ phát triển, nó to lên và nó sẽ rụng xuống. Và vấn đề là nó vẫn có vitamin E, nó vẫn giúp kích thích cái vấn đề là buồng trứng hay dạ con của nó rất là phát triển rất là đẹp và đồng đều, và cái dạ con nó làm tổ sẵn ấy, nó sẽ có một cái dạ con rất là dày. Và đến lúc mà trứng rụng có hợp tử, và đến lúc sẽ bám được vào tử cung và cũng sẽ đạt được nhiều con. Thế nhưng mà cái vấn đề selen này chúng ta sẽ chọn một thời điểm thích hợp, tức là nếu như mà chúng ta chăn thì chúng ta sẽ đưa vào thời điểm, tức là con lợn nái nó vừa đẻ xong là mình sẽ sử dụng luôn, nhưng mà sử dụng với một hàm lượng rất là nhỏ thôi. Nếu mà như con lợn nái bình thường là sẽ dùng hết tầm khoảng 10 gram trên một ngày, thì tức là nếu con nái của chúng ta nuôi con 30 ngày thì chúng ta sẽ dùng hết 300 gram trên một con nái. Nhưng mà thường thì bây giờ không ai nuôi nái 30 ngày nữa, à không ai nuôi con 30 ngày nữa, mà chỉ hết 20 mấy ngày thôi, thì mình cứ tính trung bình cho một con nái là dùng hết 250 gram này, thì một cân này nó sẽ phải dùng được cho 4 con nái. Vậy chi là một gói này 250.000 mà dùng được cho 4 con nái thì chắc chắn là sẽ rẻ hơn cái gói kích lên giống này, đúng không ạ? Thế nhưng mà vấn đề nó là phát triển bền vững, cái selen này nó còn kích thích cho cái vấn đề về tiết sữa nữa, E nó cũng kích thích cho cái vấn đề về tiết sữa nữa. Nên là trong quá trình nó nuôi con, sử dụng cái này nó đạt được rất là nhiều mục đích, vừa là tiết sữa nuôi con tốt, vừa là phát triển về buồng trứng để có trứng, để đến lúc mà tách con ra có trứng sẵn để mà rụng trứng, để mà lên giống, và có sẵn một cái dạ con rất là đẹp để mà hợp tử có thể làm tổ, và nó cũng sẽ giúp cho vấn đề là
đẻ được nhiều con, động thai được nhiều. Đấy, thế nên là thực ra ấy, bản chất của tất cả các sản phẩm nó đều đánh vào cái mục đích đó là đưa cái số lượng đầu con ở trên một lứa nó tăng lên. Thế nhưng mà sẽ có rất là nhiều cái phương pháp sử dụng khác nhau. Và vấn đề là ai am hiểu về sản phẩm và tư vấn được cho bà con sản phẩm đúng lúc, đúng thời điểm, đúng chỗ thì nó sẽ đạt được hiệu quả cao. Nhưng nếu mà những người mà biết về Selen thật đấy nhưng mà lại bảo là bao giờ lợn nái cai sữa xong thì hãng dùng Selen, thế thì lợn còn lâu mới lên giống được. Đấy, cũng như sản phẩm này, nếu mà lợn vừa đẻ xong mà đã dùng ngay thì con lợn nái thậm chí còn kém sữa đi, đúng không ạ? Bởi vì cái này từ trước đến nay em Thúy vẫn khuyên cáo là khi gần tách sữa mới sử dụng để nó làm vơi sữa đi này và làm tăng cái quá trình nhanh lên giống hơn này. Thế nên là nếu mà vừa đẻ xong mà dùng cái này thì chắc chắn là sẽ kém sữa đi rồi. Thế nên là vấn đề là khi mà bán sản phẩm, khi mà tư vấn cho bà con là phải thật am hiểu về sản phẩm để đưa cái sản phẩm đấy vào đúng chỗ, đúng lúc, đúng nơi thì nó mới đạt được hiệu quả và tác dụng cao và tối ưu hóa được sản phẩm. Mặc dù vẫn số tiền như thế nhưng mà nó tăng được cái chất lượng lên. Đấy là điều em Thúy muốn làm. Thế nên là trong tất cả những cái sản phẩm mà em Thúy bán, em Thúy đặt tâm huyết vào trong nó và em Thúy lấy chất lượng ở bên trong nõi này làm nền tảng. Và em Thúy không muốn bán hàng thương mại. Thế nên là đừng bà con nào mà đặt cái vấn đề là bảo là sao cô bán sản phẩm đắt thế hay là sao cô bán sản phẩm này rẻ thế. Đắt hay rẻ nó đều là xứng đáng với cái cốt lõi ở bên trong rồi.